Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ là từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình là 80%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ là từ 19 đến 26 độ, độ ẩm trung bình là 80%. Khu vực vùng núi thấp có mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ là từ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình là 82%.